Pliosaur là tên gọi chỉ chung cho các chi bò sát biển thuộc họ Pliosauridae. Các Pliosaur thuộc bộ Plesiosauria được chia làm hai phân bộ, Plesiosauridae với cổ dài, đầu nhỏ và có bộ răng nhọn lởm chởm phù hợp với đời sống săn bắt cá. Ngược lại, các thành viên của phân bộ Pliosauridae là những bò sát biển cổ ngắn, đầu to với hai vây chèo phía trước to khỏe. Các Pliosaur được xem là các hung thần thống trị các đại dương cổ đại. Các bò sát biển này là những kẻ săn mồi vô cùng táo bạo và chế độ ăn của chúng đơn giản bao gồm mọi sinh vật xuất hiện trong tầm mắt, từ cá, mực và thậm chí là các loài bò sát biển khác, trong đó có cả các họ hàng của Plesiosaur. Plesiosaur là những tay bơi lặn rất giỏi, tuy nhiên cũng giống rất nhiều loài bò sát biển khác, chúng không thể hô hấp ngay trong nước mà phải trồi lên mặt nước để hít thở không khí. Thời đại của các Pliosaur kéo dài từ cuối kỷ Trias cho đến khi các thành viên cuối cùng biến mất vào giai đoạn Turon thuộc kỷ Creta khoảng 89 đến 93 triệu năm trước, khi quyền thống trị đại dương của chúng bị thay thế bởi những kẻ săn mồi tân tiến và đáng sợ hơn rất nhiều lần, đó chính là các Mosasaur. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những loài thương long Pliosaur đã từng thống trị đại dương, mang đến nỗi kinh hoàng cho các loài sinh vật cùng thời trong số thứ 7 của series Unchecked Top List. Nhưng trước hết, mời các bạn hãy ấn like, subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác trong thời gian tới nhé. Xin mời các bạn cùng mình hãy bắt đầu video thôi nào. Đầu tiên là Romaliosaurus. Romaliosaurus là chi bò sát biển khác biệt nhất trong danh sách này, khi đây là đại diện cho họ Romaliosauridae, bao gồm các Pliosaur sống ở giai đoạn đầu đến giữa của kỷ Jura. Hóa thạch của nó và các họ hàng đều tập trung nhiều nhất tại Anh Quốc. Mẫu vật Romaliosaurus đầu tiên, Romaliosaurus cramptoni, được phát hiện vào giữa thế kỷ 19 tại một mỏ nhôm tại Yorkshire, Anh Quốc và có niên đại từ giai đoạn Tuat thuộc kỷ Jura 180-183 triệu năm trước. Từ đó đến nay, đã có thêm 3 loài là Romaliosaurus khác được xác định, bao gồm có Romaliosaurus propinquus, Romaliosaurus thontoni và Romaliosaurus zetlandicus. Các cá thể Romaliosaurus trưởng thành có thể dài đến 7 mét dựa theo mẫu vật định danh NMING F8785. Tương tự như các Pliosaur thuộc họ Romaliosauridae, Romaliosaurus có cổ ngắn và phần đầu to hơn các Plesiosaur nhưng chưa đến mức sở hữu một hộp sọ khổng lồ như các Pliosaur thế hệ sau như Pliosaurus hay Kronosaurus. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của nó và có lẽ cùng tồn tại ở các họ hàng của chúng là khứu giác đặc biệt nhạy trong nước. Loài bò sát biển này có thể cảm nhận mùi, ví dụ như mùi máu khi dòng nước chảy qua các thụ thể khứu giác trong hộp sọ của chúng, một cơ chế đánh hơi rất giống với cá mập hiện đại. Còn mùi ưa thích của Romaliosaurus là các loài cúc đá hoặc bò sát biển khác như Ichthyosaur hay Plesiosaur. Số 2 là Luscan. Luscan italiensis là một trong những loài Pliosaur mới được phát hiện trong những năm gần đây. Bộ xương gần hoàn chỉnh của loài bò sát biển này được phát hiện bởi Gleb Uspensky vào năm 2002 tại khu vực phía đông sông Volga thuộc thành phố Yulianovska, miền Tây nước Nga. Bộ hóa thạch này được lưu trữ tại bảo tàng Goncharov Yulianovska cho đến khi được Valentin Fischer và các cộng sự của mình gồm chính Uspensky mô tả và đặt tên, đó chính là Luscan italiensis. Cái tên này là sự kết hợp của Lusis, một tinh linh của nước trong thần thoại của người Mông Cổ, và đột quyết với Khan hay Hãn là từ để chỉ vị thủ lĩnh của các dân tộc du mục này. Trong khi đó, tên loài italiensis bắt nguồn từ cách người đột quyết gọi sông Volga. Luscan italiensis sống vào đầu của kỷ Creta, cách đây từ 130 đến 135 triệu năm. Một cá thể của nó trưởng thành có thể dài đến 6,5 mét và có cái mõm dài khá đặc trưng, trong đó riêng phần hàm dưới đã dài khoảng 1,6 mét. Thoạt nhìn, Luscan khá giống các Plesiosaur thuộc họ Polycotylidae. Tuy nhiên, trên thực tế chúng có quan hệ họ hàng khá xa và sự giống nhau này đơn thuần chỉ là đặc điểm tiến hóa hội tụ để phù hợp với lối sống săn bắt cá của những bò sát biển này. Số 3 là Machaira. So với các Pliosaur sống vào nửa cuối kỷ Creta,
Machaera có kích thước tương đối khiêm tốn với chiều dài chỉ 5 mét. Hóa thạch duy nhất của loài bò sát biển này được phát hiện ở khu vực ven bờ sông Volga thuộc nước Nga. Dù không nguyên vẹn nhưng vẫn đủ tính đặc thù để tách các plesiosaur này thành một chi riêng biệt. Trong đó, đáng chú ý nhất là cấu trúc răng với tiết diện ba mặt có các răng cưa vòng cao đáy hẹp và nhiều kích cỡ khác nhau tạo nên những gợn sóng phân bố dọc theo các cạnh răng. Dựa trên đặc điểm này và nơi phát hiện ra chúng, loài plesiosaur này cuối cùng được đặt tên là Machaera rosica. Trong đó, Machaera là tên của một loại gươm của Hy Lạp và rosica nghĩa là thuộc về nước Nga. Số 4 là Galadosaurus. Hóa thạch của Galadosaurus được phát hiện ở phía tây Cuba trong khu vực biển Caribe bởi một người nông dân, ông Juan Galado. Ban đầu, đây được xem là hóa thạch của một loài plesiosaur khá phổ biến là Pelonostes, cho đến khi được xác định lại là một chi hoàn toàn mới vào năm 2009, với chỉ một loài duy nhất là Galadosaurus iteradae. Các Galadosaurus sống vào giai đoạn Oxford thuộc kỷ Jura, cách thời đại của chúng ta từ 157 đến 163 triệu năm trước. Địa bàn hoạt động của chúng có lẽ không chỉ bó hẹp ở khu vực biển Caribe, mà vùng biển này chỉ là nơi chúng di cư ngang hàng năm. Vùng biển ấm và nông với mực nước chỉ vào khoảng từ 10 đến 12 mét. Đây là nơi của các Galadosaurus chia sẻ khu vực hoạt động với rất nhiều loài bò sát biển khác của kỷ Jura như các loài ngư long hay các loài rùa cổ đại. Số 5 là Megacephalosaurus. Megacephalosaurus là loài bò sát biển từng tồn tại ở vùng biển nội hải phía Tây vào giai đoạn Turon thuộc nửa cuối kỷ Creta, cách đây từ 93 đến 94 triệu năm. Đây là một trong những loài plesiosaur lớn nhất từng được biết đến với chiều dài có thể lên đến 9 mét. Megacephalosaurus sở hữu một hộp sọ khổng lồ có thể dài từ 1,7m đến 1,75m, lớn nhất trong số các plesiosaur từng được phát hiện ở Bắc Mỹ. Đó là lý do tại sao loài bò sát biển này được đặt tên như vậy. Megacephalosaurus có nghĩa là thằn lằn đầu lớn. Các hóa thạch đầu tiên của nó được phát hiện bởi hai anh em tại một khu đất gần Fairport, bang Kansas. Trong hơn 60 năm, các mẫu vật này được cho là thuộc về loài plesiosaur Brachycephalosaurus lucasi, cho đến khi một nghiên cứu vào năm 2013 đã quyết định phân lập chúng thành một loài mới hoàn toàn, đó chính là Megacephalosaurus elephi. Megacephalosaurus là thành viên của phân họ Brachycephalosaurus, bao gồm những chi plesiosaur còn tồn tại đến nửa cuối kỷ Creta. Đây là giai đoạn hoàng hôn của các plesiosaur. Trong đó, Megacephalosaurus cùng với Brachycephalosaurus và Polyptychodon là ba chi plesiosaur cuối cùng còn hiện diện đến giai đoạn Turon, cho đến khi các bò sát biển này hoàn toàn biến mất. Sự tuyệt chủng của các plesiosaur cũng chấm dứt thời đại thống trị đại dương của chúng và thay thế bởi các bò sát biển ưu việt hơn như mosasaur. Số 6 là Kronosaurus. Các hóa thạch của Kronosaurus được phát hiện đầu tiên tại bang Queensland của Australia, nơi xưa kia là một vùng biển nội địa lạnh giá nằm giữa lục địa châu Úc có tên gọi biển Eromanga. Loài bò sát biển khổng lồ này có thể đạt chiều dài từ 10 đến 12,8 mét, được đặt tên theo tên của vị chúa tể Titan Kronos trong thần thoại Hy Lạp và sinh sống vào nửa đầu kỷ Creta thuộc giai đoạn Ap đến Amba, cách đây từ 100 đến 120 triệu năm. Cho đến nay, chỉ có một loài Kronosaurus được ghi nhận, đó là Kronosaurus queenslandicus. Trước đây, chi Kronosaurus còn có một thành viên thứ hai được phát hiện ở Colombia là Kronosaurus boeasensis, nhưng sau đó loài này đã được tách thành một chi riêng biệt là Monkyrosaurus vào năm 2021. Kronosaurus là loài ăn thịt đầu bảng trong lãnh địa của chúng. Các hóa thạch cho thấy plesiosaur khổng lồ này có chế độ ăn rất đa dạng từ rùa cổ đại cho đến các loài bò sát biển khác. Một trong những đặc điểm dễ nhận biết nhất của các Kronosaurus là cấu trúc răng. Gã khổng lồ này sở hữu một hàm răng khủng khiếp với chiều dài tối thiểu là 7cm, thậm chí có thể lên đến 30cm nếu tính luôn phần chân răng. Khác với răng của Liopleurodon và Plesiosaurus, răng của Kronosaurus có hình nón thay vì cấu trúc ba mặt và có các bờ cắt sắc nhọn. Số 7 là Sachicasaurus. Năm 2013, trong một chuyến khảo sát thực địa được tổ chức phối hợp bởi Đại học Quốc gia Columbia Universal, National de Columbia
và Công ty Dầu khí Quốc gia Ecopetrol, các nhà khoa học đã có một phát hiện gây chấn động giới khảo cổ lúc bấy giờ. Đó là một bộ hóa thạch có mức độ hoàn thiện nhất từ trước đến nay trong khu vực, bao gồm một hộp sọ và một chi sau hoàn chỉnh, cùng một số đốt sống của một pleosaur chưa từng được biết đến trước đây, có nguồn gốc từ tầng Barremier khoảng từ 121 đến 129 triệu năm trước, được tìm thấy tại Sachica, một ngôi làng nhỏ gần Villa de Leyva. Phát hiện này đã gây chấn động giới khảo cổ lúc bấy giờ và mang lại sức sống cho ngôi làng Sachica, giống như cái tên của loài pleosaur mới này, Sachicasaurus vitae. Vitae nghĩa là sự sống. Mẫu vật được tìm thấy thuộc về một cá thể chưa trưởng thành nhưng đã ước tính dài đến 10 mét. Qua đó có thể thấy rằng đây là một trong những chi pleosaur lớn nhất từng được biết đến. Sự xuất hiện của Sachicasaurus bổ sung vào sự đa dạng trong bộ sưu tập các sinh vật biển đã được phát hiện tại hệ thống Baja nổi tiếng của Colombia. Trong đó đáng chú ý nhất có 3 chi pleosaur đã được xác định bao gồm Acostasaurus, Stenorhynchosaurus và Monkyrosaurus. Số 8. Liopleurodon. Cái tên Liopleurodon trở nên quen thuộc với khán giả đại chúng qua series nổi tiếng Walking with the Dinosaur phát hành vào năm 1999. Tuy nhiên, cá thể Liopleurodon trong phim đã bị phóng đại kích thước lên nhiều lần. Trên thực tế, một cá thể Liopleurodon khi trưởng thành có thể đạt chiều dài từ 5 đến 7 mét. Dù chưa phải là loài pleosaur lớn nhất từng được ghi nhận, nhưng nó vẫn là một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất ở vùng nước nơi chúng từng sinh sống cách đây từ 155 đến 165 triệu năm. Các hóa thạch của Liopleurodon được phát hiện tại nhiều nơi trên khắp châu Âu, tập trung nhiều tại Pháp và Anh. Dễ hiểu là do vùng đất này xưa kia được bao phủ bởi các vùng biển cạn, là địa bàn săn mồi ưa thích của Liopleurodon và các pleosaur. Cho đến nay đã có hai loài Liopleurodon được xác định bao gồm Liopleurodon ferox và Liopleurodon pachyderus. Số 9 là Pleosaurus. Pleosaurus xứng đáng là đại diện cho cả họ Pleosauridae, không chỉ vì đây là pleosaur đầu tiên được phát hiện mà chúng còn có kích thước to lớn bậc nhất, đồng thời có số loài phong phú nhất trong họ bò sát biển này. Cho đến nay, đã có 8 loài pleosaur được xác định, kể từ khi loài đầu tiên là pleosaur Brachydeurus được phát hiện tại Anh Quốc bởi nhà khảo cổ Richard Owen vào năm 1841. Thành viên thuộc chi Pleosaurus được phát hiện gần đây nhất, đó chính là Pleosaurus amazonensis vào năm 2018. Pleosaurus không chỉ là một trong những sinh vật biển nguy hiểm nhất trong thời đại của chúng, mà còn có thể trong suốt lịch sử tự nhiên của trái đất. Các Pleosaurus sở hữu đầy đủ các đặc điểm biến chúng thành một kẻ săn mồi hàng đầu trong đại dương. Thân hình rắn chắc đi cùng một cái đầu lớn và một bộ hàm đầy răng cực khỏe. Đây còn là những tay bơi lội cừ khôi với các vầy trèo đầy mạnh mẽ, nên một chi Pleosaurus tăng tốc các nạn nhân của chúng thường có rất ít cơ hội để sống sót. Pleosaurus là sinh vật săn mồi đầu bảng trong đại dương. Chúng ăn gần như mọi sinh vật chuyển động, từ các loài cá, mực, cúc đá hay các loài bò sát biển khác. Một trong những loài Pleosaurus đáng sợ nhất là Pleosaurus funky, hay còn được biết đến rộng rãi với biệt danh Predator X. Các bằng chứng về sự tồn tại của con quái vật khủng khiếp này được khai quật vào năm 2008 dưới những lớp băng dày đặc của vùng đất lạnh giá Svalbard nằm ở cực bắc của Na Uy. Mất hàng năm trời, người ta sắp xếp được hơn 20.000 mảnh vụn để cuối cùng thu được không chỉ một mà đến hai hộp sọ của Pleosaur khổng lồ dài từ 1,5 đến 2,5 mét. Qua đó có thể ước tính rằng kích thước của loài bò sát biển này có thể dài đến 12 mét. Phân tích sâu hơn về cấu trúc của các hóa thạch Pleosaurus funky cho thấy loài bò sát biển này hay có thể mở rộng ra là chính cả chi Pleosaurus hay họ Pleosauridae, chủ yếu dùng các chân chèo trước để bơi, trong khi các chân chèo sau chủ yếu để dành tăng tốc khi cần thiết để rút ngắn khoảng cách với con mồi. Vừa rồi là những thông tin về nỗi kinh hoàng đại dương Pleosaur mà mình muốn gửi đến các bạn. Nếu thấy rằng video này hữu ích, hãy để lại cho chúng mình một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Các bạn cũng có thể tham gia vào gói hội viên hoặc ủng hộ chúng mình thông qua những thông tin ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.